bây giờ hai sợ sang ở nơi ngã tư đường. Ta ngồi bên cạnh nhau là nghiêng ngắm phố phường. Trong lòng em giờ đây từng cảm xúc bất thường. But I just can't sleep. Oh. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì khi người anh từng yêu giờ đây đã chia ly. Mang theo cơn thương của anh ở trong ngõ tối.